Xin chào các bạn, mình là ADZ. Thì như trong tiêu đề thì các bạn cũng biết nội dung của video này mình muốn nói về điều gì rồi. Đó là mình đã bị YouTube xóa một cái video có lượt view lên tới hơn 100.000 view với cái lý do là vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Họ nói rằng cái video của mình có nội dung gây hại hoặc là nguy hiểm. Nội dung gây hại hoặc nguy hiểm là như thế nào? Thì đây là chính sách về nội dung gây hại hoặc nguy hiểm. Đây là những nội dung. Và cái nội dung mà mình bị vi phạm là việc né tránh việc trả phí cho nội dung hoặc kỹ thuật số, minh họa cho người xem thấy cách dùng trang web hoặc ứng dụng công nghệ thông tin khác để truy cập miễn phí trái phép vào nội dung của game. Đây, như các bạn đang thấy thì Minecraft, trang web chính thức của Minecraft là minecraft.net, và các bạn có thể mua nó với các phiên bản khác nhau, tự như là phiên bản trên máy tính này, hoặc phiên bản trên điện thoại, hoặc là các phiên bản khác. Và giá của cái phiên bản trên máy tính là 29,99 đô. Thì các bạn sẽ phải đăng ký tài khoản này. Thì các bạn sẽ mua Minecraft và như thế thì các bạn mới có được quyền sử dụng. Và nhưng mà trước đây thì mình đã hướng dẫn mọi người cách tải video miễn phí bằng tờ launcher. Thì tờ launcher này nó không phải là trang web của Minecraft. Lúc đầu tiên khi mà chơi Minecraft ấy, mình không biết đến cái trang minecraft.net này luôn. Mình cứ nghĩ là Minecraft là của tờ launcher cơ, cho tới khi mà mình vào một số cái server mà nó không cho phép mình truy cập vào ấy. Lúc ấy mình mới bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu thì mới biết là Minecraft là của minecraft.net chứ không phải của tờ launcher. Ví dụ như 2pixel đấy, 2pixel nó là một cái server mà chỉ cho phép những người chơi sử dụng Minecraft có trả phí thì mới được quyền truy cập vào đấy. Đây là một cái tin mà mình nhận được không mấy vui vẻ gì, vì YouTube nó đã gỡ bỏ nội dung của mình và nó còn đưa cho mình một cái cảnh báo nữa. Nếu như lần sau mà vi phạm ấy, mà làm những cái nội dung liên quan tới việc tải phần mềm trả phí nhưng mà lại hướng dẫn cách vào miễn phí thì sẽ bị cảnh cáo không được phép đăng video lên nữa. Cho nên là chắc trong tương lai thì mình sẽ không không thể làm được những cái nội dung mà liên quan tới cách cài đặt những thứ có liên quan tới phần mềm mà mình phải trả phí nữa. Nếu như các bạn mà vẫn đang sử dụng cái tờ launcher ấy thì tốt nhất là các bạn nên cân nhắc tới cái việc trong tương lai hãy chuyển sang sử dụng minecraft.net, tức là sử dụng cái tài khoản trả phí đấy, nó có nhiều lợi ích hơn. Ngoài cái việc mà các bạn luôn được cập nhật mới liên tục những phiên bản mới nhất thì các bạn còn có thêm những cái đặc quyền để có thể truy cập vào những cái server mà họ chỉ cho phép sử dụng tài khoản trả phí thì mới vào được. 29,99 đô thì nó cũng gần 30 đô, thì giá của nó sẽ đổi sang tiền Việt thì nó sẽ rơi vào khoảng 700 nghìn. Thì các bạn nên tích góp tiền thì sau này nếu mà chơi game ấy thì nên chơi trả phí. Nói thật thì nhiều bạn sẽ không có đủ tiền đâu. Thời gian đầu mình tin là các bạn sẽ luôn phải sử dụng một cái phiên bản miễn phí nào đấy, giống như mình hồi đầu mình cũng chả biết là Minecraft trả phí. Mãi về sau thì mình biết, và đến lúc mà YouTube xóa luôn cái nội dung của mình cũng có khiếu nại nhưng mà không được chấp nhận. Thì quả thật là mình mới thấy cái sự nguy hiểm khi mà sử dụng những phần mềm của bên thứ ba, không sử dụng phần mềm của nhà sản xuất, nó nguy hiểm như thế nào. Thì đấy là tất cả những gì mà mình muốn nói trong video này. Mong là các bạn, nếu như đặc biệt là những bạn mà có ý định làm video trên YouTube ấy, thì các bạn hãy chú ý tới cái điều này. Đó là một cái chính sách của YouTube. Ngoài cái chính sách về né tránh việc trả phí nội dung hoặc kỹ thuật số ra thì các bạn cũng nên đọc những cái nội dung khác, những nội dung mà có thể là sẽ bị YouTube xóa hoặc là coi là vi phạm nguyên tắc cộng đồng, thậm chí là cảnh cáo không cho bạn đăng video lên nữa. Ví dụ như các nội dung liên quan tới hành vi tấn công mạng này, rồi các hướng dẫn này này nọ, bạo lực này kia các thứ. Nếu mà các bạn muốn làm YouTube được bền vững ấy, thì hãy tránh những nội dung như thế này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, và mình sẽ mong là không ai bị dính những cái nội dung như của mình, bởi vì nó sẽ làm cho các bạn bị mất thời gian cũng như là khá là nhiều công sức đấy. Nên các bạn hãy né tránh cái điều này ra nhé.